Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 453. Thần Đạo Đan Tôn chương 4529, chỗ dựa. Tên sát thủ chân ngã cảnh hét lớn một tiếng, hắn tấn công Lăng Hàn lần nữa, sau đó hắn chém ra một kiếm mang theo sát khí ngập trời. Mọi người nhìn thấy lại có cảm giác đáng sợ. Bởi vì sát thủ kia đang đánh lung tung, hoàn toàn chém vào không khí. Đúng, hắn lại lâm vào ảo cảnh. Một lúc sau, sát thủ kia lại tỉnh táo lại, hắn sững sờ, sau đó gương mặt đỏ bừng như máu. Lăng Hàn, ta muốn chém ngươi thành mảnh nhỏ. Hắn giết đến lần nữa, sau đó, hắn rất bi kịch khi chém vào không khí. Lăng Hàn, chém không khí. Lăng Hàn, chém không khí. Không ít người không nhịn được đã bật cười. Hình tượng này rất buồn cười, nhưng thiên tài tuyệt đỉnh như Chỉ Mộng Hàm không cười, bọn họ càng kiêng kỵ thực lực Lăng Hàn thật sâu. Đây chính là sát thủ chân ngã cảnh, hắn lại bị Lăng Hàn đùa bỡn trong bàn tay. Quả thực biến thái. Bọn họ không biết Lăng Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc, lâm vào ảo cảnh cũng không có nghĩa mất đi ý thức, gặp được công kích vẫn có thể dựa vào bản năng phản kích. Cho nên, rõ ràng sát thủ kia đã tiến vào ảo cảnh, cho dù Lăng Hàn phát động công kích cũng chỉ uổng phí khí lực. Cảnh giới võ đạo càng cao, muốn nghịch cảnh giới đánh thắng đối thủ càng khó, vượt qua một tiểu cảnh giới cũng là việc muôn vàn khó khăn, huống chi là vượt qua đại cảnh giới. Người có thể đột phá chân ngã cảnh khẳng định có thiên phú võ đạo rất cao, sát thủ kia có sức chống cự ảo cảnh càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu ảo cảnh đủ vây khốn hắn nửa phút, nhưng hiện tại chỉ kéo dài 1-2 giây là cực hạn. Lăng Hàn, hôm nay ngươi không thể không chết. Sát thủ kia lạnh lùng nói ra, hắn đã biết rõ làm thế nào đối phó ảo cảnh. Không có biện pháp, dù sao chênh lệch một đại cảnh giới, Lăng Hàn có thể ảnh hưởng đến hắn cũng không tệ. Nếu cảnh giới hai người tương đương, Lăng Hàn có thể hơi tạo ra ảo cảnh vây khốn đối thủ tới lúc chết già. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, chỉ sợ ngươi làm không. Được, ngươi là một tiểu sinh đan, ta đã phá ảo cảnh của ngươi, ngươi làm thế nào ngăn ta. Sát thủ kia bước về phía Lăng Hàn, mũi kiếm rủ xuống đất, có sát khí bắn ra ngoài. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông. Ha ha, đi chết đi. Sát thủ kia lao lên phía trước, hắn chém ra một kiếm cực mạnh. Ngay sau đó có một bàn tay đánh tới, bành, sát thủ kia bị đánh lún vào mặt đất. Sau đó bàn tay to kia hóa thành năng lượng và biến mất trong thiên địa, chỉ thấy tên sát thủ kia bị đập thành cặn bã. Hí, là cường giả ra tay. Ông, mỗi người đều cảm thấy có áp lực to lớn bao phủ thân thể, các thánh nhân, tôn giả, giáo chủ biến mất đã trở về. Cửu Sơn tôn giả cũng xuất hiện bên người Lăng Hàn, chính hắn là người ra tay chém giết sát thủ chiến thần cung. Nói đùa, hắn đã xem Lăng Hàn như đệ tử thân truyền, ký thác hy vọng thành đế, làm sao có thể cho phép người ta ám sát. Tiền bối, có thu hoạch hay không? Lăng Hàn hỏi. Cửu Sơn tôn giả gật đầu, hắn tươi cười tự tin, thu hoạch không nhỏ. Lăng Hàn lấy pháp khí không gian ra, hắn nói, đây là một chút tâm ý của đệ tử. Cửu Sơn tôn giả bật cười, tên đệ tử này tặng đồ cho mình, ha ha, cho tới bây giờ chỉ có trưởng bối cho tiểu bối đồ vật, hiện tại hắn còn nhận ngược lại. Hắn cũng không thèm để ý, sau khi tiếp nhận pháp khí không gian, thần thức của hắn quét qua, hắn kinh ngạc không nhỏ. Đạo thạch, hơn nữa là đại đế luyện chế. Hắn kích động, đạt tới cảnh giới như hắn, muốn tiến thêm một bước quá khó khăn. Lúc trước quan sát thiên địa đạo tắc trong cung điện đã làm hắn có rất nhiều cảm ngộ. Hắn có thể rèn sắt khi còn nóng, lại dùng đạo thạch đế cấp tìm hiểu, hắn có khả năng tiến thêm một bước là rất lớn. Hắn vừa nghĩ tới điểm này, Cửu Sơn tôn giả giao pháp khí không gian cho Lăng Hàn, nói, ngươi tiền đồ vô lượng, những đạo thạch này sẽ giúp ngươi trùng kích thánh cấp. So sánh với nhau, hắn càng coi trọng tiền đồ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, hắn đẩy pháp khí không gian trở về, tiền bối, ngươi cần nó hơn ta. Hơn nữa, ngài tiến thêm một bước, thậm chí trở thành thánh nhân, đệ tử sẽ có chỗ dựa vững chắc. Cửu Sơn tôn giả sững sờ, hắn thấy vẻ mặt chân thành của Lăng Hàn thì cười ha ha, hắn thu pháp khí không gian, nói, tốt, về sau bản tôn làm chỗ dựa cho ngươi. Đối với Lăng Hàn, hắn rất ưa thích. Lăng Hàn không đau lòng, hắn tràn ngập tin tưởng vào mình, tin tưởng không dựa vào bảo vật cũng có thể ngộ ra thiên địa đạo tắc. Hơn nữa, dùng đạo thạch đại đế luyện chế tiến hành tìm hiểu sẽ có ảnh hưởng, từ đó tạo thành bất lợi trong con đường thành đế vì cái gì đế tộc không có đại đế thứ hai.
có nguyên nhân chính là bị đại đế của bổn tộc ảnh hưởng quá sâu, làm sao có thể bước ra con đường của mình. Bên kia, Liễu Khai Tể và Liễu Giật đã cáo trạng, nhưng Toái Tinh Thánh Nhân nghe xong chỉ cảnh cáo hai người một phen. Thân là đế tộc, đây là việc vô cùng vinh quang, nhưng chỉ dựa vào ỷ thế hiếp người sẽ ném mặt mũi đế tộc. Không thể không nói, người có thể thành thánh đều có khí độ to lớn, đương nhiên cũng có thể thánh nhân không có mặt mũi nào tự ra tay giết sinh đan cảnh. Ít nhất, hiện tại Toái Tinh Thánh Nhân không làm khó dễ Lăng Hàn. Các tiểu bối nói tình huống nơi này cho bọn họ biết, các thánh nhân cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ rất cao ngạo, thế gian còn có nơi nào có thể vây khốn bọn họ. Phải biết rằng, trên người bọn họ còn có đế binh đấy. Vì vậy, ba thánh nhân mang theo đám tiểu bối, bọn họ bay lên không trung và vượt biển. Thánh nhân, đây là tồn tại châu bò. Tiền bối, ngài cũng thử xem. Lăng Hàn nói ra. Cửu Sơn Tôn giả lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển, qua một lúc mới nói. Nước biển nơi này đan xen với đạo tắc nên vô cùng kinh người, bản tôn có thể chống cự, nhưng thời gian kéo dài sẽ ăn mòn thân thể của ta. Nói cách khác, tôn giả cậy mạnh vượt biển, cũng có khả năng chết giữa đường. Đây là thủ đoạn của đại đế, cho dù đã hóa đạo không biết bao nhiêu năm nhưng có thể làm cho tôn giả kính sợ. Vậy làm sao bây giờ? Quay về sao? Đi, đi tới chỗ đống xương cốt xem. Đột nhiên Cửu Sơn Tôn giả nói ra, trước kia Lăng Hàn có nhắc tới nơi này với hắn. Tốt, Lăng Hàn sẽ không phản đối. Hai người nhanh chóng đi tới núi Đầu Lâu, Cửu Sơn Tôn giả nhìn xung quanh, hắn nói với Lăng Hàn, ngươi to gan không? Có lẽ không nhỏ. Vậy là tốt rồi. Cửu Sơn Tôn giả động thủ, hắn hủy đi đầu lâu trồng chất, sau đó chất đống đầu lâu lại với nhau. Không phải chứ, lão nhân gia muốn dùng thứ này vượt biển. Cửu Sơn Tôn giả nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói, theo như bản tôn suy đoán, có lẽ xương cốt có thể miễn dịch đạo tắc ăn mòn, không ngại thử một lần. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4530, thi thể trôi trên biển. Không chỉ Cửu Sơn Tôn giả, các tôn giả khác cũng đi tới, bọn họ dùng đầu lâu làm bè. Có thể trở thành tôn giả, quả nhiên đều có nhãn lực kinh người. Cửu Sơn Tôn giả mang theo bè xương đi tới bờ biển, đến đây đi. Tiền bối, ngươi nên kiềm chế một chút. Lăng Hàn nhe răng, hắn nhìn có phần không đáng tin cậy. Ha ha, chỉ cần bản tôn còn một hơi, cam đoan ngươi không bị thương chút nào. Cửu Sơn Tôn giả cười nói, hắn nắm lấy Lăng Hàn, sau đó hắn đánh ra một chưởng, lực lượng khủng bố sôi trào, bè xương rơi vào trong biển. Bè xương vượt sóng gió với tốc độ nhanh kinh người. Tuy biển cả này có sóng to gió lớn, khi bè xương tiến lên sẽ bị sóng lớn tập kích, tất cả tập kích đều bị Cửu Sơn Tôn giả hóa giải. Sau khi đi một lúc, Cửu Sơn Tôn giả đình chỉ thúc thuyền, bởi vì không ngừng hóa giải sóng biển làm hắn cố hết sức, tuy hắn còn rất nhiều lực lượng nhưng ai biết nơi này có nguy hiểm gì không. Đương nhiên không có khả năng dùng hết lực lượng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chỉ thấy phía sau có một bè xương tiến lên, phía trên có ba người, một tên tôn giả, hai người khác đều là nam tử trẻ tuổi. Cửu Sơn, ngươi thật to gan lớn mật, dám vào Tây Thiên Vực. Tên tôn giả kia nói ra, trên mặt không buồn không vui, không rõ thái độ như thế nào. Cửu Sơn Tôn giả cười nhạt một tiếng, như thế nào, Tây Thiên Vực là hoàng tuyền hay địa ngục, không thể đi sao. Sau khi ra ngoài, chúng ta đánh một trận. Tên tôn giả kia nói ra, tốt, Cửu Sơn Tôn giả bình thản không sợ. Hiện tại, liên thủ, đột nhiên tôn giả cười nói. Cửu Sơn Tôn giả nói, một lời đã định. Hai tôn giả đều cần nghỉ ngơi một chút, bọn họ quá mạnh mẽ, tùy thời có thể rút năng lượng trong thiên địa, hoàn toàn không cần đợi đến lúc mặt trời mọc. Lăng huynh, làm quen một chút, tại hạ Ninh Dưỡng Hạo, đây là tộc đệ của ta, Ninh Biên. Một người trẻ tuổi chắp tay nói với Lăng Hàn, vẻ mặt rất khiêm tốn. Lăng Hàn cũng ôm quyền, bái kiến hai vị Ninh huynh. Ninh Biên rất cao ngạo, hắn cau mày và nói, nghe người khác nói khoác về ngươi, ngươi cũng chỉ là sinh đan hậu kỳ, thật không biết tại sao lại nói khoác nhiều như thế. Hiển nhiên hắn không có ở bờ biển khi Lăng Hàn đánh bại Tể ba người Thích Vĩnh Minh, Liễu Khai, nếu không hắn tự cho rằng mình rất cao minh cũng không dám ngạo mạn như thế. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không quan tâm tới tiểu tử này. Đương nhiên, hắn cũng là không muốn phá hư liên minh giữa hai tôn giả, nếu không hắn sẽ giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Lăng huynh chớ trách,
tộc đệ của ta ít đi ra ngoài, hắn có chút thất lễ. Ninh Dưỡng Hạo hòa giải. Hạo ca, Ninh Biên còn không phục. Không sao, chỉ là tiểu hài tử. Lăng Hàn tùy ý phất tay. Câu này càng làm Ninh Biên khó thở, cũng làm cho Ninh Dưỡng Hạo ngứa răng, còn nói không sao, miệng lưỡi của ngươi không chút lưu tình. Ồ, đột nhiên Lăng Hàn dùng mình, hắn nhìn sang phương xa, phát động đồng thuật, hắn nhìn thấy cái gì đó đang chìm nổi. Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên cũng nhìn sang, bọn họ không có đồng thuật nên không nhìn thấy cái gì. Ninh Biên hừ một tiếng, giả thần giả quỷ. Ninh Dưỡng Hạo cũng kinh ngạc, hắn tin tưởng Lăng Hàn không phải người như vậy nhưng hắn không thấy cái gì. Xảy ra chuyện gì? Qua một hồi, hắn kinh ngạc đứng lên. Hạo ca, như thế nào? Ninh Biên hỏi, bị Lăng Hàn nói là tiểu hài tử, hiện tại trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Chính mình nhìn đi, Ninh Dưỡng Hạo trầm giọng nói ra. Ninh Biên nhìn về hướng hắn chỉ, hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đó là một cỗ thi thể. Hắn kinh hãi, nước biển này có quy tắc khủng bố, cho dù là tôn giả cũng bị ăn mòn, nếu không bọn họ dùng xương cốt kết bè làm gì. Nhưng bây giờ có thi thể trôi theo sóng biển, thân thể không hủ, điều này có thể không dọa người hay sao? Cửu Sơn tôn giả và Thiên Vũ tôn giả đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Có thể thân thể không hủ, trong cơ thể phải có đạo tắc vô tận đan xen. Cửu Sơn tôn giả nói ra, Thiên Vũ tôn giả gật đầu, đạo tắc đan vào thân thể, đây là thánh nhân. Hai gã tôn giả đồng thời nói ra. Nghe hai chữ thánh nhân, ba gã tiểu bối Lăng Hàn giật mình, trong lịch sử tổ vương cũng xuất hiện đứt gãy. Ví dụ như hiện tại, thánh nhân là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, ngay cả đế tộc cũng phải xem như khách quý. Nhưng bây giờ, một thánh nhân chìm trong biển, bọn họ có thể không sợ sao? Đế lâm thế gian, thánh nhân như con sâu cái kiến, Cửu Sơn tôn giả cảm thán nói. Thiên Vũ tôn giả cảm thấy phức tạp, vẻ mặt đầy cô đơn. Hai người bọn họ đều dùng thánh nhân làm mục tiêu cả đời mình, bởi vậy nhìn thấy thi thể thánh nhân trôi trên biển, nội tâm của bọn họ sinh ra cảm xúc vô tận. Mạnh như thánh nhân thì như thế nào, trước mặt đại đế chính là cặn bã. Đúng lúc này, khí tức vô thượng như thần binh đâm vào làn da bọn họ. Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên không chịu nổi, da thịt chảy máu, vẻ mặt rất khổ sở, không tốt, thánh uy. Hai tôn giả vội vàng tránh đi, bọn họ tránh đi thật xa, khí tức kinh khủng kia mới biến mất. Ninh Biên nhìn Lăng Hàn, không thể không chịu phục, bởi vì hắn và Ninh Dưỡng Hạo đều đẫm máu, vô cùng chật vật, Lăng Hàn không tổn thương, vừa so sánh với nhau, cao thấp đã phân. Mà phải biết rằng, hai người bọn họ đều là sinh đan viên mãn, còn cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới đấy. Cửu Sơn, Cửu Dương Thánh Địa các ngươi nhặt được bảo bối. Thiên Vũ tôn giả nhìn Lăng Hàn, hắn hâm mộ không che giấu. Ha ha! Cửu Sơn tôn giả cười to, thần sắc vô cùng đắc ý. Hắn đời này có khả năng vô duyên với thánh nhân, nhưng Lăng Hàn nhất định có thể, thậm chí còn có cơ hội thành đế. Thành đế đấy, vừa nghĩ tới đã kích động, đó chính là chí tôn trong tinh không, có thể trấn áp một thời đại, lưu lại danh tiếng muôn đời, trọn đời tán dương. Ồ, tại sao thánh thi lại trôi tới đây? Đột nhiên Cửu Sơn tôn giả cau mày, bọn họ thúc bè rời đi, cũng không có đi theo sóng nước, mà là đi về bên kia, đi về hướng thánh nhân trôi đi. Quỷ dị! Thiên Vũ tôn giả gật đầu, sắc mặt của hắn thận trọng. Đi! Cửu Sơn tôn giả tiếp tục thúc bè tiến lên, dù sao cũng là thánh thi, nếu có thi biến thì vô cùng khủng bố, bọn họ tránh càng xa càng tốt. Thiên Vũ tôn giả gật đầu, vội vàng cũng thúc giục bè xương đi song song với Cửu Sơn tôn giả. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh thi nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt bọn họ. Năm người nhanh chóng quên chuyện này, sau khi đi gần nửa ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Hàn nhàm chán, hắn nhìn xung quanh, đột nhiên hắn hoảng hốt nói ra, không tốt, có thánh thi trôi tới. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4531, Hoa Sen Máu. Có một thi thể chìm nổi từ xa trôi tới, tốc, độ trôi đi không nhanh không chậm, chẳng phải là thánh thi lúc trước hay sao? Một thân đạo bào, quần áo màu đỏ tím, trên đầu còn đeo tử kim quan, những thứ này đều là bảo vật, cũng không có dấu hiệu hư thối. Nhưng tốc độ thánh thi trôi đi không nhanh, còn lâu mới bằng tốc độ hai gã tôn giả thúc bè chạy đi, rõ ràng tốc độ thánh thi chậm thế nhưng có thể đuổi kịp hai người. Quỷ dị!
Thiên Vũ Tôn giả mở mắt ra, hắn nhìn sang Cửu Sơn Tôn giả, trên mặt lộ ra ý hỏi thăm. Phải khôi phục lực lượng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn, Cửu Sơn Tôn giả trầm ngâm nói. Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, nếu bọn họ tiêu hao lực lượng quá lớn, trong biển máu quỷ dị như nơi này, có lẽ sẽ có nguy hiểm lớn hơn đang chờ bọn họ. Thánh thi trôi tới gần, khí tức kinh khủng kia lại ập tới. Ba người Lăng Hàn vội vàng cũng thúc bè rời đi, lực lượng bọn họ chưa đủ, tốc độ của bè gỗ không thể quá nhanh. Cũng may tốc độ của thánh thi không nhanh, nó vẫn có thể trôi theo phía sau mà không bị cắt đuôi. Mặc dù không có đuổi kịp, sắc mặt ba người trẻ tuổi càng khó coi. Bị một thi thể đuổi theo sau lưng, vừa nghĩ tới đã làm ra đầu ngứa ngáy. Đã xảy ra chuyện gì? Ồ, phía trước có hòn đảo. Lăng Hàn mắt sắc, hắn nhìn ra xa xa. Nhanh qua đi. Cửu Sơn Tôn giả lập tức nói. Tốt. Lăng Hàn thúc giục bè xương tới gần hòn đảo kia. Huynh đệ Ninh gia cũng hành động, bọn họ thúc giục bè xương. Thánh thi phía sau vẫn đuổi theo bọn họ, dường như thánh thi có mắt đuổi theo chứ không thật sự bơi theo dòng nước. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện hòn đảo không lớn, chỉ khoảng 5 dặm. Nhưng đối với 5 người mà nói, có mảnh đất đặt chân là có thể nghỉ ngơi một chút, như vậy là đủ. Bọn hắn cập bờ, lên đảo, hai gã tôn giả liên tục ra tay vớt bè xương ra khỏi biển. Nếu bị nước biển cuốn đi hoặc thánh thi phá hư, khi đó bọn họ không thể quay về. Đảo nhỏ vô cùng hoang vu, chỉ có loạn thạch và một đầm nước. Ồ, có đại dược. Cửu Sơn Tôn giả và Thiên Vũ Tôn giả đồng thời nói ra. Bọn họ đi tới bên cạnh đầm nước, chỉ thấy trong đầm nước mọc ra một đóa hoa sen đỏ rực như máu. Trên hoa sen sớm kết thành hạt sen, hình thành vòi hoa sen màu máu, phía trên còn phủ đầy hoa văn màu bạc. Ha ha! Cửu Sơn Tôn giả lập tức cười to, nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, trong hạt sen có chứa đạo tắc, phẩm giai tuyệt đối không thấp, vừa vặn cho ngươi tăng thêm hoa văn trên tiên đan. Chậm! Thiên Vũ Tôn giả vội vàng duỗi duỗi tay, nói, Cửu Sơn, chẳng lẽ ngươi quên còn có bản tôn sao? Như thế nào, ngươi còn muốn tranh giành bảo dược với tiểu bối hay sao? Cửu Sơn Tôn giả xem thường. Thiên Vũ Tôn giả hừ một tiếng, bản tôn không cần, chẳng lẽ bản tôn không có hậu bối sao? Hai người này đã là sinh đan viên mãn, ngươi cũng đừng nói bọn họ bắt đầu khắc hoa văn trên tiên đan vừa vặn đối ứng với đạo tắc của hạt sen, ăn hạt sen là có thể bổ sung toàn bộ đạo tắc. Cửu Sơn Tôn giả ép buộc nói, ồ, ngươi đoán được. Thiên Vũ Tôn giả ra vẻ kinh ngạc. Khốn kiếp, ngươi này cũng quá vô sỉ à. Cửu Sơn Tôn giả nói, nếu chúng ta tranh đoạt, ít nhất cũng cần thời gian 7-8 ngày mới phân ra thắng bại. Hơn nữa nơi này phi thường quỷ dị, tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm không đoán trước. Cho nên, không bằng cho ba tiểu bối tranh đi. Thiên Vũ Tôn giả nghe xong, hắn hơi do dự. Lăng Hàn chỉ là sinh đan hậu kỳ, mà hai người Ninh Dưỡng Hạo lại là sinh đan viên mãn, chênh lệch một tiểu cảnh giới. Đối với thiên tài đỉnh cấp đây là chênh lệch không thể đảo ngược, cho nên thấy thế nào Lăng Hàn cũng không thể thắng. Nhưng đã không có phần thắng, tại sao Cửu Sơn Tôn giả còn nói như vậy? Hắn lại không ngốc. Hoa! Ninh Biên lại cướp lời, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, người trẻ tuổi khí thịnh, hắn thật sự không phục, Lăng Hàn dựa vào cái gì mà xông ra thanh danh? To lớn! Trước kia hắn nhìn thấy Lăng Hàn bất phàm. Nói đến xuất thân, Ninh gia chính là hậu nhân của thánh nhân, đồng thời cũng là thánh địa, gia tộc khác với tông môn. Hắn từ nhỏ ăn các loại thiên tài địa bảo, tu luyện công pháp đỉnh cấp, làm sao chịu phục một kẻ xuất thân kém hơn mình. Huống chi, hắn còn chiếm ưu thế cảnh giới. Tốt! Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, hắn không cho rằng mình sẽ thua, hắn liền đáp ứng vì mục đích công bằng, cấm sử dụng tất cả pháp khí. Công bằng cái đầu ngươi, Cửu Sơn Tôn giả cũng không có nói toạc ra, hắn thật sự có lòng tin vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, đứng ra, nói, hai vị Ninh huynh, các ngươi cùng lên đi. Hắn rất hung hăng càn quấy. Ninh Biên tức giận chỉ vào Lăng Hàn, nói, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi tự cao tự đại. Hắn lao tới xuất trưởng tấn công Lăng Hàn, xoát, kim quang sôi trào và hóa thành lợi kiếm. Lăng Hàn xuất ra một quyền đáp lễ, bành, lợi kiếm tan vỡ. Một quyền đó vẫn đánh về phía Ninh Biên. Cái gì? Ninh Biên kinh hãi, hắn cho rằng Lăng Hàn chỉ là sinh đan hậu kỳ, lực lượng nguyên thủy cao nhất chỉ đạt tới nhị thập trọng thiên. Khi tiếp xúc hắn mới phát hiện, lực lượng đối phương đã cao tới nhị thập bát trọng thiên. Quá kinh khủng, phải biết rằng lực lượng của hắn chỉ đạt tới nhị thập nhị trọng thiên, dù vận chuyển thánh thuật, chiến lực cũng chỉ tăng thêm hai trọng thiên,
hoàn toàn kém xa Lăng Hàn. Ầm, hắn bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, hoàn hảo là Lăng Hàn đánh trúng hắn đã thu lực, bằng không một kích vừa rồi đủ đánh chết Ninh Biên. Đương nhiên, Thiên Vũ Tôn giả đứng bên cạnh sẽ không trơ mắt nhìn hậu nhân của mình bị đánh chết, hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, cho nên Lăng Hàn dứt khoát thu hồi lực lượng. Sắc mặt Ninh Biên lúc đỏ lúc trắng, mặc dù hắn mạnh miệng nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn còn kém Lăng Hàn quá nhiều. Cửu Sơn, lúc này bản tôn thực sự ghen ghét người đấy. Thiên Vũ Tôn giả nhìn Lăng Hàn, trước kia hắn cũng xem trọng Lăng Hàn, nhưng bây giờ lại phát hiện người trẻ tuổi này còn yêu nghiệt hơn tưởng tượng của hắn. Cửu Sơn Tôn giả vuốt râu mỉm cười, lúc này hắn không nói gì. Thiên Vũ Tôn giả cười tủm tỉm nhìn Lăng Hàn, nói, người trẻ tuổi, ngươi có thê tử chưa? Ồ, đây là chuyện gì? Mạch suy nghĩ quá nhanh. Lăng Hàn gật đầu, ta đã có thê tử. Thiên Vũ Tôn giả thở dài, người trẻ tuổi ưu tú như vậy, nếu như có thể thu làm con rể Ninh gia thì tốt rồi. Đáng tiếc, Lăng Hàn đã sớm cưới thê tử, Ninh gia chính là thánh địa, làm sao có thể gả quý nữ của mình thờ chung một nam nhân với nữ nhân khác. Cửu Sơn Tôn giả ra tay hái hạt sen, về phần hoa sen bị Thiên Vũ Tôn giả hái đi, tuy còn chưa chín nhưng luôn luôn có một ít hiệu quả, còn tốt hơn lãng phí. Bọn họ đi khắp hòn đảo nhưng không thu hoạch được gì. Đang định rời đi, chỉ thấy trên biển có thánh thi trôi tới. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4532, sóng máu. Đi, Cửu Sơn Tôn giả trầm giọng nói ra. Hai tôn giả ném bè xương xuống biển, sau đó xuất phát, bọn họ nhanh chóng rời khỏi đảo nhỏ. Sau khi đi thật xa, chỉ thấy thánh thi trôi tới, đúng là âm hồn bất tán. Bọn họ không để ý tới, ít nhất đến bây giờ mới thôi, thánh thi chỉ đi theo chứ không gây bất lợi cho bọn họ. Cho dù hai tôn giả cũng cần nghỉ ngơi, nhưng bọn họ có thực lực cường đại, một ngày không biết đi bao xa, nhưng biển cả này lớn khủng bố, bọn họ đi ba ngày vẫn chưa rời khỏi biển cả. Nhưng thời tiết trên biển lại có biến hóa, có một đạo lôi đình huyết sắc bổ xuống, uy năng mạnh tới mức tôn giả cũng sợ hãi. Bởi vì uy lực đạt tới thánh cấp, cho dù là thánh nhân cũng phải toàn lực ứng phó, bằng không sẽ hóa đạo quy thiên. Hoàn hảo là, lôi đình xa cuối chân trời, cũng không đánh xuống. Sương mù trên bầu trời không có hiệu quả ăn mòn, nó lại tạo ra hiệu quả mặt trái lên người khác, từ đó phát ra oán niệm vô tận. Lăng Hàn khá tốt, phẩm chất hỗn độn tiên đan rất cao, từ đó trợ giúp hắn trấn áp cảm xúc mặt trái, nhưng Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên lại gánh không được. Thần trí hoảng hốt, thiếu chút nữa nhảy xuống biển tự vẫn, may mắn có Thiên Vũ Tôn giả ở đây, hắn đánh hai người ngất xỉu. Nhìn thấy Lăng Hàn vẫn trấn định tự nhiên, Thiên Vũ Tôn giả yêu tài càng lớn. Đáng tiếc, vì cái gì Lăng Hàn đã có thê tử. Bằng không tới Ninh gia làm con rể, tương lai nhất định trở thành thánh nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Một ngày sau đó, chẳng những mưa máu bay tán loạn, trên biển còn sinh ra sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là gió bình thường, có thể nhìn thấy ký hiệu tán loạn trong đó, nếu như bị cơn gió này thổi trúng, cam đoan sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ. Hai vị tôn giả cũng không dám khinh thường, trên hai chiếc bè xương của bọn họ, một tôn giả chuyên tâm lái thuyền, người còn lại khởi động hộ thuẫn chống cự sóng gió kinh khủng kia. Nếu xảy ra đại chiến, đối thủ tương đương với cấp giáo chủ, vốn nên không chịu nổi một kích nhưng bọn họ không chịu nổi công kích cuồn cuộn không dứt, sóng gió rất lợi hại. Mấy trăm mấy ngàn mấy giáo chủ xa luân chiến, cho dù là tôn giả cũng phải cẩn thận từng chút một ngay vào lúc này, Lăng Hàn không có tư cách làm gì, hắn chỉ có thể đứng xem. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn lấy hạt sen ra ăn. Người khác nhất định sẽ sợ hết hồn, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp cũng như gặp đại địch, làm gì có tâm tư luyện hóa đại dược, chất lọc đạo tắc. Lăng Hàn lại không như người thường, càng trong tình huống như vậy, hắn càng thong dong. Thiên Vũ Tôn giả nhìn vào trong mắt, trong nội tâm tiếc hận nhiều hơn, hắn âm thầm quyết định. Về sau bảo Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên đi lại gần với Lăng Hàn một ít, không thể làm con rể cũng phải kết thành bằng hữu. Theo lời Cửu Sơn Tôn giả nói, trong hạt sen ẩn chứa bí mật của pháp tắc, vô cùng nhất thích hợp. Cho Lăng Hàn phục dụng, hắn có thể rút thiên địa đạo tắc hóa thành hoa văn. Hàn tươi hạt sen, không thể không nói nó rất ngon, Lăng Hàn nói từ góc độ ăn hàng. Chỉ chốc lát, lực lượng kỳ dị xông vào thức hải và hóa thành từng mảnh vỡ ký hiệu. Đây là đạo tắc, Lăng Hàn không cách nào lý giải,
hắn chỉ nhìn thấy mảnh vỡ rất phức tạp, hắn rút ra những mảnh vỡ. Ý đồ tổ hợp, chỉ có hình thành phù văn mới xem như phân tích ra cách dùng của phù văn, thiên địa đạo cũng khắc vào tiên đan. Đương nhiên, hắn cần phải xác nhận đẳng cấp của đạo tắc, nếu quá cặn bã thì hắn không dùng. Tiên đan chỉ lớn bao nhiêu đó, sao có thể để đạo tắc cặn bã lãng phí vị trí. Loảng xoảng, một tiếng sấm sét vang lên, Lăng Hàn cũng giật mình tỉnh lại. Trên bầu trời xuất hiện sấm sét màu đỏ ngang dọc, mưa gió không ngừng lớn lên, cho dù là hai tôn giả cũng cảm thấy áp lực thật lớn, bọn họ vô cùng chú ý chứ không dám thả lỏng. Cửu Sơn, đột nhiên Thiên Vũ tôn giả kêu lên, giọng nói của hắn run rẩy. Tôn giả là người đã nhìn thấy các mặt xã hội, tại sao giọng nói run rẩy? Cửu Sơn tôn giả đang chuyên tâm đối kháng mưa gió, nghe vậy hắn nhìn sang, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy sóng máu ập tới, sóng máu này cao tới ngàn trượng. Hắn nhìn sang và lắc đầu, không biết sóng máu cao tới bao nhiêu, hai bên trái phải đều không thấy biên giới, căn bản không thể vượt qua. Phải ngạnh kháng, hắn nói ra, sóng gió tập kích quá nhanh, tốc độ cũng vượt qua bọn họ, cho nên phải thừa nhận sóng máu tập kích. Thiên Vũ tôn giả gật đầu, hắn lấy ra một cái ngọc đỉnh, cái đỉnh lơ lửng trên đầu, sau đó nhanh chóng phóng đại, vừa vặn bao phủ toàn bộ bè xương. Ông, từng tia sáng rủ xuống và hóa thành thần liên, có thể nói đây là thủ hộ cao cấp nhất thế gian. Đây là pháp khí bản mệnh của hắn. Đến lúc sống chết trước mắt, Lăng Hàn không có tâm tư giấu dốt, hắn chuẩn bị lấy hỗn độn cực lôi tháp ra giao cho Cửu Sơn tôn giả dùng. Tuy đây không phải đế binh chân chính, nhưng bản thân mẫu kim lại có uy năng lớn lao, một vị tôn giả sử dụng nó có thể so sánh với thánh khí. Cửu Sơn tôn giả lại vận dụng thánh khí, Cửu Dương tán, sau khi rót lực lượng không dứt, thánh khí đã sống lại, thánh uy bao phủ khắp nơi nhưng không áp chế mọi người. Cách đó không xa, sóng máu đã tới gần, có thể nhìn thấy ký hiệu rậm rạp trong biển, thậm chí còn hóa thành thần liên dài hẹp. Chuẩn bị, Cửu Sơn tôn giả hét lớn, Cửu Dương tán bộc phát toàn lực đánh vào sóng máu. Bành, thánh khí phát uy đánh về phía trước. Một kích này đánh sóng máu xuất hiện một cái động đường kính 10 trượng, đi xuyên qua. Tốt. Thiên Vũ tôn giả điều động bè xương xuyên qua khe hở, tốc độ của sóng máu rất kinh người, khá tốt lái thuyền chính là tôn giả. Cho dù lực lượng hay năng lực ứng biến đều là nhất lưu, hữu kinh vô hiểm xuyên qua sóng máu. Quỷ dị là, bên này lại gió êm biển lặng, bầu trời không gió cũng không mưa, nếu không phải quay đầu nhìn thấy sóng máu đã đi xa, có ai tin tưởng tất cả chỉ diễn ra trong tức thì hay không? Rốt cuộc cũng rời khỏi hiểm cảnh, hai gã tôn giả và Lăng Hàn thở ra một hơi, tình huống vừa rồi thật sự nguy hiểm, cho dù là tôn giả cũng phải cẩn thận. Thiên Vũ tôn giả đánh thức Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên, lúc này đã không có sóng máu, bọn họ không cần phải hôn mê nữa. Ồ, phía trước là vật gì? Thiên Vũ tôn giả nói ra. Cửu Sơn tôn giả nhìn xung quanh, hắn không biết chân tướng. Hai tôn giả nhìn không rõ chứ huống chi là Lăng Hàn, hắn có dùng đồng thuật cũng không thấy cái gì. Hí, đột nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4533, lỗ thủng. Khốn kiếp, rốt cuộc là cái quỷ gì? Lăng Hàn không hiểu, sắc mặt hai tôn giả thay đổi, đã xảy ra đại sự gì sao? Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên không có trải qua sóng máu lúc trước, vẻ mặt bọn họ mờ mịt. Qua xem. Cửu Sơn tôn giả hỏi Thiên Vũ tôn giả. Tốt. Thiên Vũ tôn giả trầm ngâm và gật đầu. Hai đại tôn giả thao túng bè xương tiến lên. Nội tâm Lăng Hàn chấn định hơn trước, nếu hai tôn giả chủ động đi tới, nói rõ tình thế không nghiêm trọng lắm, ít nhất không nguy hiểm như sóng máu. Ồ. Sau khi đi một lúc, đột nhiên Lăng Hàn phát hiện mặt nước bình tĩnh lưu động, hắn nhìn xung quanh một chút, cổ quái là tất cả nước biển đều lao về một hướng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, trừ phi trên biển xuất hiện một lỗ thủng lớn mới hút nước vào trong đó. Ha ha, biển xuất hiện lỗ thủng, quá khôi hài. Lăng Hàn cười tự giễu, sắc mặt hắn lại cứng đờ. Nếu không như thế, tại sao hai tôn giả biến sắc? Không phải chứ, trong biển máu xuất hiện lỗ thủng. Sau khi đi một lúc, chỉ thấy nước biển chảy càng lúc càng nhanh, sau khi đi thêm một lúc lại nghe thấy tiếng nổ mạnh. Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, hắn khiếp sợ không thôi. Phía trước, trên biển thực sự xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, hình thành một thác nước hình tròn, nước biển vô tận rơi từ trên xuống. Trời ơi! Nhìn kìa!
Thiên Vũ Tôn giả chỉ vào phía trước. Cửu Sơn Tôn giả nhìn sang, Lăng Hàn cũng nhìn theo, hắn vận chuyển đồng thuật nên thị lực vượt xa sinh đan cảnh. Chỉ thấy trong nước biển còn có vô số cỗ thi thể, nguyên vẹn, không bị ăn mòn thành xương trắng. Phải biết rằng, có thể bảo trì thân thể nguyên vẹn trong biển chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, cho dù là sống hay là chết. Cũng nói rõ, những thi thể đó là thi thể thánh nhân. Quá khủng bố, nơi này có bao nhiêu thi thể thánh nhân? Thánh vẫn, đây là thánh vẫn. Cửu Sơn Tôn giả lẩm bẩm, hắn sợ hãi không nhỏ. Thiên Vũ Tôn giả không tốt hơn chút nào, chỉ có những tôn giả như bọn họ mới biết được thánh nhân cũng không phải cao hơn tôn giả một cấp độ võ đạo, mà là thực lực biến hóa như nghiêng trời lệch đất. Trước mặt thánh nhân, tôn giả như con sâu cái kiến. Dựa trên lý luận mà nói, số lượng thánh nhân trong tinh không ít đến thương cảm, mấy tinh vực cũng khó xuất hiện một thánh nhân, hiện tại có bao nhiêu thi thể thánh nhân. Được rồi, mỗi đế tộc tính toán có 2 người, tính toán thánh nhân của các thế lực còn lại, cao hơn 100 nhưng không bao giờ vượt quá 200. Nhưng ở nơi này vài phút lại có vài thi thể thánh nhân rơi xuống lỗ, mấy con số này kinh khủng cỡ nào. Ba người Lăng Hàn không hiểu, bọn họ chỉ biết thánh nhân cường đại, thánh nhân rất ít, nhưng cường đại đến mức nào, thưa thở bao nhiêu thì không rõ. Tuy bọn họ khiếp sợ nhưng không sợ hãi như hai vị tôn giả. Thánh thi phía sau bọn họ cũng trôi tới, nó bị nước chảy kéo đi, nó trực tiếp rơi vào lỗ thủng và biến mất không thấy đâu nữa. Không còn thánh thi theo sau, bọn họ nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng bọn họ ở nơi quỷ dị này, năm người sinh ra lòng sợ hãi. Đi thôi. Cửu Sơn Tôn giả nói ra, ở nơi này không có gì đẹp mắt, tuy hình ảnh thánh thi rơi xuống rất trùng kích tâm thần nhưng nhìn lâu cũng không có ý nghĩa. Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, hai tôn giả điều khiển bè xương ngược dòng tiến lên, dùng lực lượng tôn giả của bọn họ có thể đối kháng dòng nước, bọn họ nhanh chóng vượt qua lỗ thủng. Năm người không nói gì, nhìn thấy nhiều thi thể thánh nhân như thế vẫn làm bọn họ khiếp sợ, rất khó phục hồi tinh thần lại. Lăng Hàn nhớ tới Hắc Thiên Thần Miếu, nơi đó thánh nhân chết đầy đất, nhưng số lượng thánh nhân so với nơi này lại là dân chơi gặp thứ thiệt. Đây là thánh vẫn, tại sao lịch sử không ghi lại? Lăng Hàn nghĩ đến Chỉ Mộng Hàm nói, lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy, cho dù là chuyện mấy ngàn vạn năm trước cũng khó tìm hiểu và kiểm tra. Cũng phải, đại đế cũng chỉ có thọ nguyên ngàn vạn năm, có một số việc chôn vùi trong lịch sử thì có gì lạ chứ? Hai bè xương vượt sóng, lại đi vài ngày đã gặp sóng gió to lớn lần nữa, hai tôn giả chờ đợi trong lo lắng, hoàn hảo là, sóng máu to lớn không xuất hiện. Mấu chốt là, bọn họ hiện tại mất đi phương hướng, nơi này không phân ngày đêm, bầu trời vĩnh viễn là màu đỏ như máu, bởi vậy rất khó phán đoán phương vị. Tôn giả có thể cảm ứng phương hướng rất tốt, cho dù không có vật tham cũng không có vấn đề gì, nhưng hoàn cảnh nơi này quá đặc thù, dễ dàng ảnh hưởng tâm thần người khác, cho dù là tôn giả cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng lạc đường. Lênh đênh trên biển nhiều ngày, năm người cũng đã có chút chết lặng, không biết thời gian như thế nào. Lăng Hàn còn khá tốt, hắn đã luyện hóa xong hạt sen, trong thức hải có vô số mảnh vỡ ký hiệu. Mỗi ngày đều tiến hành tổ hợp, thời gian lưu lại cho hắn không nhiều, bởi vì nếu không tổ hợp phù văn, ký hiệu sẽ biến mất. Cho nên, mỗi ngày hắn đều dốc lòng tu luyện, làm cho Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, có thể tĩnh tâm tu luyện trong tình huống như vậy, Lăng Hàn có thể không yêu nghiệt sao? Thân thể Lăng Hàn rung động, đến hôm nay, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ thiên địa đạo tắc của hạt sen, nó hóa thành phù văn và chấn động nhẹ nhàng cũng có thể đánh vỡ bầu trời. Sắc khí lưu chuyển làm hai mắt hắn đỏ thẫn, thậm chí tóc cũng biến thành màu đỏ. Thật khủng khiếp. Lăng Hàn hết sức hài lòng, đạo tắc này rất cao cấp, có lẽ không thua gì thiên đạo hỏa, hỗn độn thần lôi, có thể lạc ấn. Hắn khắc phù văn lên tiên đan, hắn phát hiện đây là phù văn không trọn vẹn, rõ ràng bản thân không lớn nhưng chiếm cứ không gian rất lớn. Đây là đương nhiên, trừ cơ duyên xảo hợp đạt được hỗn độn thần lôi nguyên vẹn, với tu vi của hắn hiện tại làm sao có thể đạt được đạo tắc nguyên vẹn. Nhưng thiên đạo hỏa phát triển đến mức tận cùng cũng có thể đốt mẫu kim mềm đi, có thể nói là hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ. Xưng là đế hỏa cũng không đủ, như vậy suy ra, hỗn độn thần lôi, huyết sắc phù đều có cấp bậc đại đế. Thế nhưng mà, năng lượng hủy diệt còn cao hơn một đoạn, từ khu vực nó lưu lại rất lớn là thấy được, thế gian còn có tồn, tại mạnh hơn đế cấp. Hay là nói, kỳ thật đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, bởi vì đế không gặp đế nên không thể phân mạnh yếu. Lục địa, rốt cục cũng nhìn thấy lục địa. Vào lúc này hai gã tôn giả đều kích động hô lớn.
Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4534, Đảo Lớn. Phía trước, cuối cùng đã xuất hiện lục địa. Kể cả hai vị tôn giả, năm người đều hưng phấn, hoặc mơ hồ trở lại điểm xuất phát, hoặc đã vượt qua biển cả. Bất kể như thế nào còn tốt hơn bị vây trong biển cả. Không đúng. Đột nhiên Cửu Sơn tôn giả nói ra, đây không phải lục địa, mà là một hòn đảo lớn. Cái gì? Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên đều sững sờ, không phải chứ, thị lực của hai người bọn họ cuối cùng còn không nhìn thấy cuối cùng, đây là đảo gì mà lớn như thế? Lăng Hàn thi triển đồng thuật nhìn đường ven biển xa xa, lúc này mới nhìn thấy điểm cuối đại lục. Đây là hòn đảo chứ không phải đại lục, nó quá lớn. Bất kể như thế nào, chúng ta nên lên xem, tìm xem nơi này có bí mật gì hay không, Thiên Vũ tôn giả nói. Bốn người còn lại đều gật đầu, không biết là vị tổ vương nào kiến tạo nơi này, nhưng có liên quan đến tổ vương đều là bí mật to lớn. Năm người lên bờ, thu hồi bè xương, sau đó bọn họ đi vào hòn đảo. Hòn đảo này có màu như biển cả, là màu đỏ như máu, không khí còn có sương mù đỏ rực bay bay, cực kỳ ảnh hưởng thị lực. Ân, hai tôn giả đồng thời cảnh giác, bọn họ dừng bước như lâm đại địch. Sương mù ngập trời, không nhìn thấy cái gì. Chờ một lát, hai tôn giả tiến lên phía trước, nhưng bước chân cực kỳ chậm chạp, chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn cảm ứng có khí tức cường đại bao phủ, lông tơ toàn thân của hắn dựng đứng. Cường giả, khó trách hai tôn giả đề phòng, nơi này tràn ngập sương mù ảnh hưởng tầm mắt và thần thức, có ai dám làm càn. Phải biết rằng, bọn họ đi nhiều ngày như thế, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thánh thi, có tôn giả nào dám chủ quan. Ai muốn khổ tu cả đời trôi theo dòng nước. Phía trước, dần dần có bóng người xuất hiện. Hằng Nguyên, Cửu Sơn, Thiên Vũ. Cửu Sơn tôn giả và Thiên Vũ tôn giả đồng thời kêu lên, phía trước cũng có giọng nói, hai bên như chút được gánh nặng. Thì ra không phải địch nhân, mà là tôn giả cùng tiến vào nơi này. Ô, Lăng Hàn cũng thở ra, song phương biết nhau, hơn nữa đối diện chỉ có một tôn giả, hắn lại mang theo ba tiểu bối. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, ba tiểu bối Tây Thiên vực này rất xem thường Bắc Thiên vực, không có khả năng bởi vì xuất hiện một Lăng Hàn mà cải biến quan niệm của bọn họ. Trái lại, Lăng Hàn biểu hiện càng cường đại, ép Tây Thiên vực không ngẩng đầu lên được, càng làm bọn họ chán ghét. Cửu Sơn, ngươi đang êm đẹp sao không ở lại Cửu Dương Thánh Địa, chạy tới nơi này làm gì? Hằng Nguyên tôn giả hỏi, trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích. Ngươi quản được sao? Cửu Sơn tôn giả nói ra. Cửu Sơn, chạy đến Tây Thiên vực còn dám ngông cuồng như thế sao? Hằng Nguyên tôn giả cau mày nói ra, Thiên vực tranh cường háo thắng cũng không giới hạn trong đám tiểu bối. Như thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không? Cửu Sơn tôn giả tuyệt đối không sợ. Đã đến nơi này, bản tôn thật sự muốn lãnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút. Hằng Nguyên tôn giả thản nhiên nói, vậy ngươi cần phải xếp hàng. Cửu Sơn tôn giả cười ha ha, hắn chỉ vào Thiên Vũ tôn giả. Thiên Vũ tôn giả cười cười, hắn tiến lên hòa giải, tốt, tốt. Hiện tại mọi người nên đồng tâm hiệp lực, liên thủ thăm dò hòn đảo này. Hằng Nguyên tôn giả gật đầu, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thi thể thánh nhân, cho nên hắn tràn ngập kiêng kỵ nơi này, ngay cả thánh nhân cũng nuốt hận, vậy những tôn giả bọn họ khác gì đồ ăn. Ba tôn giả liên thủ tìm khắp hòn đảo, sương mù nơi này cũng ảnh hưởng tới tôn giả, căn bản không thấy rõ nơi phía trước, bởi vậy, tốc, độ của bọn họ không nhanh. Hai ngày sau, bọn họ không phát hiện cái gì, đội ngũ lại mở rộng không ít, bởi vì đi nửa đường lại gặp vài tên tôn giả, bọn họ mang theo tiểu bối gia nhập đội ngũ. Hoàn hảo là, sương mù chỉ trở ngại thị lực và thần thức, cũng không có hiệu quả mê hoặc, cho nên mọi người không có mất phương hướng, tuy hiệu suất không cao nhưng lại ảnh hưởng khi dò xét hòn đảo. Hoàn cảnh hòn đảo cũng biến hóa, trước khi là vùng núi bằng phẳng, nhưng dần dần phát hiện có cột đá bén nhọn đâm lên trời, giống như muốn đâm rách bầu trời. Ngay từ đầu tất cả mọi người không cho là đúng, nhưng đi tới, bọn họ phát hiện cột đá có vết máu, mặc dù máu đã sớm khô cạn. Ồ, có tôn giả bay lên không trung, lúc hắn đáp xuống, trên tay có một thi thể. À, đây là tôn giả. Các vị tôn giả kiểm tra một lúc, tất cả đều sợ hãi. Đường đường tôn giả bị cột đá đâm chết. Bọn họ cũng là tôn giả à, nếu hung thủ còn ở nơi này, như vậy bọn họ may mắn thoát khỏi hay sao? Đã chết không biết bao nhiêu năm. Cửu Sơn tôn giả nói ra, thần tính tinh hoa đã sói mòn sạch sẽ, nếu không khi đi qua nơi đây,
chúng ta sẽ có áp lực. Ân, mọi người gật đầu. Chẳng lẽ là tổ vương làm? Có người nói. Các tôn giả đều im lặng. Có thể thành đế, chẳng những phải có thiên phú hơn người, hơn nữa tâm tính phải rộng rãi. Đây là thiên địa khảo nghiệm mà ra. Nhìn chung trong lịch sử, thời đại các đại đế xuất hiện chính là lúc võ đạo thịnh thế. Còn ở nơi này có vô số thi thể thánh nhân, lại có tôn giả bị chém giết như gia súc, còn đặt trên cột đá, thủ đoạn quá tàn nhẫn, nhìn thế nào cũng không phải hành vi của đại đế. Vấn đề là, không phải đại đế, có ai giết nhiều thánh nhân như thế? Chẳng lẽ là một vị chuẩn đế? Có tôn giả cau mày nói. Rất không có khả năng. Hắn đoán bị mọi người phủ quyết. Các chuẩn đế đều đánh cược một bước cuối cùng, chỉ khi nào thất bại, sẽ hóa đạo. Cho nên, muốn nói một vị chuẩn đế có thể sống nhiều năm như vậy, giết nhiều thánh nhân như vậy, việc này nói không thông. Đúng thế, thi thể thánh nhân ở nơi này quá nhiều, căn bản không giống cùng một thời đại, dù thế nào cũng vượt qua mấy trăm vạn năm, trừ tổ vương ra, có ai sống lâu như thế. Tất cả mọi người vào đầu bứt tai, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Không thể chủ quan, tiếp tục đi tới. Cửu Sơn tôn giả trầm giọng nói ra. Nếu nơi này do một vị tổ vương bố trí, cho dù tổ vương hóa đạo, thủ đoạn lưu lại cũng dễ dàng chém giết tôn giả, xem như thánh nhân tới cũng không thoát khỏi. Như thiên đạo hỏa, nó hoàn toàn có thể tích xúc mấy trăm vạn năm, một khi phun trào, thánh nhân cũng hóa thành cho tẫn. Bọn họ tiếp tục đi tới, bọn họ chưa đi bao xa đã gặp một người. Lần này là một vị thánh nhân, Đông Lâm đế tộc Lưu Ly thánh nhân. Như Chỉ Mộng Hàm, Chỉ Đáo cũng ở đây, Chỉ Mộng Hàm hơi rụt rè, Chỉ Đáo vô cùng nhiệt tình chào hỏi Lăng Hàn, những người trẻ tuổi khác lại kinh ngạc. Tình huống như thế nào, Lăng Hàn sắp cá vượt Long Môn, trở thành con rể đế tộc sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4535, Mỹ Nhân Tóc Đỏ. Trong đội ngũ xuất hiện một vị thánh nhân, nội tâm của mọi người ổn định lại. Hiện tại thiên hạ không đế, mà Lưu Ly thánh nhân lại nắm giữ đế binh, cho nên cho dù gặp được nguy hiểm gì, Lưu Ly thánh nhân đều có thể hóa giải. Nói ra, Lưu Ly thánh nhân cũng không may, tuy tốc độ của hắn nhanh hơn, hắn lại mất phương hướng trên biển. Thật ra hắn vừa mới tới nơi này, dù sao thánh nhân chính là thánh nhân, hắn còn nhanh hơn so với người khác. Hơn nữa, hắn còn là người tới đây đầu tiên nhanh hơn hai thánh nhân còn lại, có thể thấy được thánh nhân cũng không có tác dụng khi ở đây. Càng xâm nhập vào trong hòn đảo, sương mù càng đậm, một ngày, họ không nhìn thấy năm ngón tay. Lưu Ly thánh nhân vận dụng đế binh, huyền băng phiên lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, nó dễ dàng xé nát sương mù, phạm vi ngàn dặm trong sáng. Đế binh chính là đế binh, còn chưa thức tỉnh đã có thần uy như thế, nếu thức tỉnh toàn diện, chẳng phải nó có thể dẹp yên biển máu. Nhìn thấy uy thế của đế binh, mọi người cũng có thêm dũng khí. Cho dù là tổ vương sống lại, đế binh cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Trong thức hải Lăng Hàn, hỗn độn cực lôi tháp chấn động nhẹ nhàng. Lại nữa, gia hỏa này bị khiêu khích nên muốn nhảy ra tranh phong. Ồ! Lưu Ly thánh nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được đế binh sao động giống như bị khiêu khích, lại có dấu hiệu tự chủ tỉnh lại. Nhưng vấn đề là, nơi này không có đế binh khác. Chẳng lẽ vì bố trí nơi đây, tổ vương còn lưu đế binh lại, bởi vì đế binh xuất hiện tại đây nên đế binh bị đánh thức, từ đó muốn chủ động khiêu chiến. Có vị tổ vương nào không phải người quét ngang thiên hạ, bá chủ một thời đại? Cho nên, tổ vương tâm cao khí ngạo, bọn họ luyện chế đế binh đương nhiên cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cẩn thận, nơi này có khả năng có đế binh tọa trấn. Lão thánh nhân nói ra, nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người sợ hãi. Nếu đế binh đại chiến, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn, thậm chí chạy trốn chậm sẽ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, vài tên tôn giả suýt nữa muốn lui lại, nơi này quá nguy hiểm. Chỉ có Lăng Hàn biết rõ chân tướng, sắc mặt hắn biến thành cổ quái. Nếu cho mọi người biết rõ, nguyên nhân làm thánh nhân như lâm đại địch là hắn, hoặc nói cho đúng là hỗn độn cực lôi tháp trong thức hải của hắn, hắn có bị các tôn giả thẹn quá hóa giận đánh chết hay không? Ân, rất có khả năng. Cho nên, hắn kiên quyết không thể nói. Lăng Hàn còn có chút đắc ý, có thể làm cho một đám tôn giả sinh lòng sợ hãi. Hắn là sinh đan cảnh độc nhất vô nhị trong lịch sử. Mọi người không dám phân tâm, nơi này có khả năng có một kiện đế binh khác. Một khi phát uy,
thánh nhân sẽ bị đánh chết, nguy hiểm cao độ, bọn họ không thể không cẩn thận. Huyền băng phiên chấn động nhẹ nhàng, sương mù phía trước tách ra. Bốn phía có nhiều cột đá đâm lên trời, càng làm cho người ta sợ hãi là mỗi một cột đá đâm xuyên một thi thể, có vết máu từ thi thể chảy được 1/3 cột đá đã hao hết. Những thi thể này đều là tôn giả. Trên biển đều là thánh nhân thi, nơi này có tôn giả bị chém giết, sau khi chết còn đặt trên cột đá như gia súc, dùng tế thiên hay sao. Trước kia có đầu lâu chồng chất, trong đó có không ít là tôn giả và thánh nhân, nếu không cũng không hình thành uy áp khủng bố như vậy. Rốt cuộc đây là thế giới gì? Đi, tiếp tục đi. Được thánh nhân dẫn dắt, bọn họ không ngừng tiến lên, xâm nhập hòn đảo này, càng tiến lên phía trước, địa hình càng lúc càng dốc đứng. Đến ngày thứ năm, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Lên, đã tới nơi này, tự nhiên không có đạo lý lùi bước, mọi người lên núi. Tuy hoàn cảnh nơi này khủng bố, động một chút là thi thể thánh nhân, thi thể tôn giả, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, trên biển cả còn có âm hồn, nơi này không có cả bóng quỷ. Núi rất cao, nhưng nơi này có thánh nhân tọa trấn, núi cao tính là cái gì? Gần nửa ngày sau, bọn họ đã tới đỉnh núi. Ồ! Sau khi lên núi, không ít người kinh hô, bởi vì trên núi có một gốc huyết thụ to lớn, nhưng cũng không có lá cây, thân cây thô to giống như ngọc thạch hơi mờ. Làm cho mọi người kinh hô chính là vô số nhánh cây phủ xuống nâng một nữ tử. Nữ tử mặc váy dài màu đỏ, mái tóc đỏ như máu, gió núi thổi qua, mái tóc lay động như hỏa diễm. Nàng nhắm mắt như ngủ say, cho dù như vậy cũng kinh thế hãi tục. Ngay cả Lăng Hàn không thừa nhận cũng không được, nữ tử này xinh đẹp không thua gì nữ hoàng và hồ nữ. Xung quanh huyết thụ có rất nhiều quả trứng màu đỏ cao như người trưởng thành, chúng không phải hơi mờ, nhưng mỗi quả trứng đang nhúc nhích, giống như đang thai nghén tính mạng bên trong. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Nữ tử tóc đỏ rất đẹp, những quả trứng màu đỏ lại làm người ta buồn nôn, hai chủng hình ảnh đan xen vào nhau, chúng không hợp nhau, hết lần này tới lần khác lại không thể phân cách nhau ra. Nàng chết sao? Có người lẩm bẩm nói, hai mắt hóa thành ánh sao. Nữ nhân xinh đẹp như thế, tại sao lại chết? Lúc này có người trách mắng, trên mặt mang theo ái mộ. Đừng nói những người trẻ tuổi, cho dù là vài tên tôn giả cũng si mê. Nữ tử kia quá đẹp, võ tâm của mọi người bắt đầu dao động. Lúc này đã có người muốn xông lên giải cứu mỹ nhân. Chậm, luôn luôn có người tỉnh táo, nhất là những tôn giả kia, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy. Dù tâm linh chịu ảnh hưởng nhưng vẫn khống chế bản thân rất tốt. Bản tôn cảm ứng được năng lượng trên mặt đất xung quanh đang cung cấp cho nữ tử kia. Một gã tôn giả nói ra. Đúng vậy, bản tôn có một suy đoán to gan. Những tôn giả bị đâm chết trên cột đá kia, năng lượng tinh hoa trong cơ thể của bọn họ đều bị rút ra. Bị gốc huyết thụ này thông qua phương thức nào đó chuyển hóa, dùng để cung cấp cho nàng. Lại có một gã tôn giả nói ra. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, bọn họ lại lắc đầu. Không có khả năng, nữ tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy làm sao làm ra việc tàn nhẫn như thế. Những người này cự tuyệt tin tưởng, đúng là không phải nữ tử làm. Lưu Ly Thánh Nhân nói ra, có thể giết nhiều thánh nhân như vậy, tất nhiên là thủ đoạn đại đế, nhưng nơi này tồn tại không biết bao nhiêu năm, không có một đại đế nào có thể sống lâu dài như thế. Hơn nữa, nếu nữ tử này là đại đế, chúng ta tới gần như vậy đã sớm bị đế uy đánh chết. Lời này rất thuyết phục, hơn nữa, nếu nữ tử này thật sự là nữ đế, người nào có thể tới gần như thế? Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4536, chia 5 xẻ 7. Đúng là quá quỷ dị, có người nói ra, đúng thế, thi thể thánh nhân trong biển, thi thể tôn giả trên cột đá, hơn nữa còn có mỹ nữ tóc đỏ ngủ say, hoàn toàn không cách nào liên lạc với nhau. Nếu như nàng không chết, đánh thức nàng sẽ biết rõ từ đầu tới cuối. Có tôn giả đề nghị. Lời này được rất nhiều người đồng ý, bất kể là người có hứng thú với mỹ nhân tóc đỏ hay hứng thú với thế giới này, tất cả đều phải đánh thức nữ tử dậy. Ta đến, một gã tiểu bối lập tức nhảy lên, hắn bị mỹ nhân tóc đỏ mê hoặc hoàn toàn. Thánh nhân không nói gì, các tôn giả cũng ngầm đồng ý, người trẻ tuổi kia tới gần huyết thụ. Các cường giả đều chuẩn bị sẽ ra tay, nơi này quá quỷ dị, không có chuyện gì là thuận lợi. Người tuổi trẻ kia ngay từ đầu còn đi chậm, nhưng bước chân của hắn lại tiến lên rất nhanh,
sau đó càng lúc càng nhanh, biến thành chạy bộ. Trên mặt còn mang theo hưng phấn, giai nhân tuyệt sắc như thế, nếu như có thể âu yếm, hắn có sống ít mấy trăm năm cũng được. Nhưng thời điểm hắn tới gần, xoát, một nhánh cây đâm về phía hắn. Nhanh vô cùng, hừ, lớn mật. Một tôn giả ra tay, ba, hào quang xuất hiện, đạo tắc đan sen hóa thành một thanh thần kiếm, một kiếm chém đứt nhánh cây kia. Hắn là trưởng bối của người tuổi trẻ kia, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Người tuổi trẻ kia giật mình, nhưng thấy nhánh cây bị chém đứt, hắn lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Có trưởng bối tọa trấn ủng hộ, hắn còn sợ cái gì? Mỹ nhân, ta đến đây. Trong mắt của hắn đầy si mê, không thể chờ đợi được nghĩ tới việc kéo mỹ nhân vào trong ngực và yêu thương thân mật. Hắn tăng thêm tốc độ và không có ý thức. Mọi người nhìn thấy người trẻ tuổi chạy về phía trước lại đột nhiên chia năm xẻ bảy, giống như có thanh kiếm sắc bén nhất thế gian cản trước mặt. Sau đó, hắn hóa thành một chùm huyết vụ và biến mất không thấy đâu nữa. Này, Thiên Nhi! Tôn giả ra tay trước đó kêu lên, đó chẳng những là tộc nhân của hắn, hơn nữa còn là huyết mạch ruột thịt. Bị hắn ký thác hy vọng thật lớn, kết quả lại chết trước mặt hắn, thậm chí còn không lưu lại khối thịt vụn nào. Nếu đại hắc cẩu ở nơi này, nó nhất định sẽ nói, như thế nào, lưu một khối cho ngươi ăn hay sao? Hắn hét lớn một tiếng, hắn lao lên phía trước, hắn vận dụng bảo khí tôn giả, đó là một thanh trường đao màu xanh, uy áp tôn giả khủng bố làm thiên địa biến sắc. Lưu Ly Thánh Nhân cau mày, hắn cũng không có nhìn rõ người trẻ tuổi chết như thế nào, hắn vươn tay hóa giải uy áp của tên tôn giả. Diệt cho bản tôn. Tên tôn giả kia giận dữ, một đao chém vào huyết thụ lẫn mỹ nhân kia. Không. Rất nhiều người trẻ tuổi kinh hô, ngay cả vài tôn giả không khống chế nổi, bọn họ nên ra tay ngăn cản hay không? Huyết thụ có chảm hay không chảm, bọn họ hoàn toàn không quan tâm, nhưng mỹ nhân tóc đỏ thì khác, thực sự là đẹp tới tận xương, bọn họ đã động tâm. Huyết thụ khởi xướng phản kích, một nhánh cây tấn công tôn giả, rõ ràng cũng có đạo tắc bao phủ, uy năng mạnh tới tận cùng. Rất không thể tưởng tượng nổi, tuy trong thiên địa có vô số tiên dược, nhưng tiên dược chỉ là đại bổ. Bản thân không có chiến lược gì, nhiều lắm chỉ phát ra chút độc khí hay chế tạo ảo cảnh làm cho người ta bị mê hoặc. Nếu có thể động thủ, như vậy khẳng định đã mở linh trí, tu thành tinh. Một khi thành tinh, cho dù là sinh linh mộc hệ cũng không có tuổi thọ quá dài, cũng bị cảnh giới võ đạo hạn chế, nhưng nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng tuyệt đối lớn lên kinh người. Cho nên, vì cái gì gốc huyết thụ còn chưa chết? Oanh! Huyết thụ kịch chiến với tôn giả, nó vô cùng cường đại, hoàn toàn không thua tôn giả. Hừ, một gốc thụ yêu cũng dám quát tháo. Lại có tôn giả ra tay, hắn lao lên chém giết huyết thụ đường. Đường tôn giả, thời gian của bọn họ rất trân quý, bọn họ không thể chờ lâu. Hai tôn giả liên thủ, tình huống sẽ khác, huyết thụ bị áp chế, mắt thấy chiến thắng trong tầm tay. Nhưng còn có tôn giả ngại chậm lại gia nhập cuộc chiến. Ba đánh một đã hình thành thay đổi về chất, huyết thụ không gánh được. Mấu chốt là cái gì? Nó cắm rễ ở nơi này, nó không thể chạy loạn, tự nhiên nó lâm vào hoàn cảnh xấu và thất bại rất nhanh. Vào lúc này có cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, đột nhiên ba gã tôn giả chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành huyết vụ không lưu lại dấu vết gì. Móa, 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 lần này tất cả mọi người giật mình. Đây chính là ba gã tôn giả đấy, tuyệt thế cường giả gần với thánh nhân, hiện tại chết khó hiểu như thế, hoàn toàn không có một tia phòng bị, không có một chút chống cự, việc này có dọa người hay không? Là thánh nhân ra tay sao? Hay là tổ vương? Nếu thật sự là tổ vương, tất cả mọi người xông lên cũng bị giết chết, cho dù đế binh thức tỉnh cũng không được. Đế, vô địch hậu thế, có thể chống lại đại đế cũng không phải đế binh, chỉ có thể là một vị đại đế khác. Lưu Ly Thánh Nhân đi tới, hai tay của hắn chấn động, từng sợi thiên địa đạo tắc xuất hiện trong tay hắn và hóa thành từng sợi tơ. Đừng nhìn mỗi sợi tơ yếu ớt, nhưng nếu bị đánh trúng, cho dù là tôn giả cũng bị cắt làm hai. Lúc này có người hiểu ra, bọn họ đều bị đạo tắc hóa thành tơ chém giết. Như vậy có thể giải thích tại sao ba tôn giả chia năm xẻ bảy như thế. Thế nhưng mà nơi này có thánh nhân khác sao? Tất cả mọi người nhìn vào mỹ nhân tóc đỏ, sau đó lắc đầu, đừng nói nàng có phải thánh nhân hay không, cho dù hiện tại nàng không chết cũng ở trạng thái phong ấn cực đoan, làm sao có thể ra tay. Vùng đất này quỷ dị, quá quỷ dị, ngay cả tôn giả cũng chết trong vô hình, bị cắt như cắt dao, nội tâm của mọi người lạnh buốt. Hiển nhiên, huyết thụ này, hoặc nói mỹ nhân tóc đỏ là một tồn tại cấm kỵ, không thể đụng vào,
Lưu Ly Thánh Nhân hừ một tiếng, nhưng hắn là đế tộc, trong thiên hạ này không đế, hắn tay cầm đế binh, có gì phải sợ. Hắn đi nhanh về phía trước, đế binh lơ lửng trên đỉnh đầu, nó ở trạng thái tùy thời tỉnh lại. Hắn tiến lên phía trước, hắn nhìn thấy thiên địa đạo tắc cố hóa đan xen thành mạng lưới phức tạp. Đế binh càng đáng sợ, nó chỉ chấn động nhẹ nhàng đã trực tiếp xé rách hư không, có năng lượng khủng bố tuôn ra. Đó là năng lượng tầng thứ cao. Nội tâm Lăng Hàn hơi động, thì ra năng lượng tầng thứ cao cũng không ở giữa không trung, mà là lưu động khắp nơi. Tuy năng lượng tầng thứ cao cũng không phải cường đại như thế nào, nhiều lắm chỉ đối ứng với một bức linh đồ bình thường mà thôi. Nhưng đế binh căn bản không cần chủ động vận chuyển, nó dễ dàng đâm rách hư không, dẫn động năng lượng tầng thứ cao, việc này rất khủng bố. Ngươi, các ngươi xem, có người nói ra, hắn chỉ vào phương xa, giọng nói đang run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4537, thi thể thánh nhân tấn công. Xa xa, một vách tường màu máu xuất hiện. Không, đây không phải là tường, mà là sóng. Biển cả gào thét, ngọn sóng cao ngàn trượng đang lao về phía hòn đảo. Việc này làm cho người ta khó tin, đột nhiên có sóng lớn tới, chẳng lẽ có quan hệ tới bọn họ? Sóng biển đáng sợ cỡ nào? Nó đầy lực ăn mòn, cho dù là tôn giả cũng bị ăn mòn không còn xương cốt, chỉ có thánh nhân mới có thể không sợ. Lưu Ly Thánh Nhân dừng bước lại, hắn không sợ sóng biển nhưng hắn lại sợ thứ sau lưng nó. Bởi vì đây là thủ đoạn của đại đế. Hơn nữa, nơi này có một kiện đế binh, hắn càng không dám khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, trong thời đại hiện tại không có đại đế. Trời ơi! Có tôn giả kinh hô, hắn vươn tay chỉ vào sóng lớn, chỉ thấy đó không phải sóng lớn đơn giản. Như vậy, sóng biển còn có một bóng người, thi thể thánh nhân. Bành! Sóng lớn ập lên hòn đảo, địa chấn sinh ra và sóng lớn biến mất, tất cả hóa thành vô số bọt nước, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Vô số cỗ thi thể thánh nhân bay tới, sau đó, mở hai mắt ra, người chết mở mắt. Tất cả mọi người sợ đến mức da đầu run lên, người đã chết mất lại mở mắt, việc này quá dọa người, mà những người chết lại là thánh nhân, việc này càng tăng kinh khủng. Ông, khí tức vô tận sôi trào và bao phủ nơi đây. Những thi thể thánh nhân kia không chỉ mở mắt đơn giản như vậy, mà là như sóng lại, bọn họ tỏa ra uy áp thánh nhân. Trời ạ, mấy ngàn thánh nhân xuất hiện, đây là khái niệm gì? Những thánh nhân này tỏa ra sát cơ lạnh thấu xương, tuy mở mắt nhưng ánh mắt không có thần thái. Bọn họ đã chết từ lâu rồi. Những thánh nhân này đến từ các chủng tộc khác nhau, có nhân tộc thuần túy, cũng có hổ tộc, lang tộc, xà tộc. Tất cả đều tỏa ra khí thế trấn áp thiên địa, một người có thể đánh nát ngôi sao, mấy ngàn người tỏa ra khí tức có thể trấn áp tinh không. Lưu Ly Thánh Nhân thức tỉnh đế binh, tuy hắn là thánh nhân nhưng đối mặt với mấy ngàn thánh nhân công kích, hắn vẫn bị đánh thành cặn bã. Đế binh sống lại, khí tức đáng sợ không thể hình dung bộc phát. Lập tức, tất cả mọi người quỳ xuống, không có người nào ngoại lệ trừ Lăng Hàn. Nhưng mấy ngàn thi thể thánh nhân lại không sợ, chúng không ngừng lao tới. Bành bành bành. Mạnh như thánh nhân cũng vô dụng, đế binh hơi rung động, thi thể thánh nhân vỡ ra và hóa thành mảnh vỡ. Đế, mạnh nhất thế gian, không có gì để bàn cãi. Mọi người nhìn thấy thi thể thánh nhân vỡ ra như pháo nhưng không có một giọt máu tươi rơi ra, giống như chính là thây khô. Đây là đồ sát nghiêng về một phía, nhưng vấn đề là phương xa lại có sóng lớn ập tới, lại xuất hiện mấy ngàn thi thể thánh nhân. Lưu Ly Thánh Nhân biến sắc, tuy đế binh vô địch, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn. Cũng không phải đại đế, hắn không có khả năng thúc dục vô hạn, hắn chỉ có thể vận dụng vài phút là kiệt sức. Ngàn vạn thánh nhân lao tới, cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết. Rút lui, rút lui, rút lui. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay mở ra mang theo tất cả mọi người, sau đó đế binh mở đường, hắn lập tức quay về theo đường cũ. Xíu, ưu, tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào, lại có đế binh mở đường, còn có thứ gì có thể kháng cự. Lưu Ly Thánh Nhân giết ra một con đường máu nhưng lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Lăng Hàn nhìn lên hòn đảo, nó đã biến thành một điểm đen, nhưng thông qua đồng thuật, hắn vẫn nhìn thấy mỹ nhân tóc đỏ, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhìn thấy nàng nheo mắt. Thời điểm hắn muốn xác nhận, cho dù là mỹ nhân tóc đỏ hay hòn đảo đều biến mất trong tầm mắt,
thứ hắn nhìn thấy chính là sóng lớn đang truy kích, thề phải đánh bọn họ thành mảnh vỡ. Nhưng tốc độ thánh nhân quá nhanh, chỉ qua vài tiếng đồng hồ sau, bọn họ nhìn thấy đường ven biển. Lưu Ly thánh nhân cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục tiến lên và đi vào cửa lớn. Lúc này hắn đáp xuống và buông tay ra, tất cả mọi người đều khôi phục năng lực hành động. Thánh nhân quá mạnh mẽ, nhiều tôn giả bị hắn bắt lấy nhưng không ai có thể giãy giụa. Đương nhiên, khi tới cảnh giới thánh nhân, không phải ai cũng có thể chống lại. Nơi đây có đại khủng bố, nếu muốn tìm hiểu cần phải liên hợp các đế tộc, tất cả đều mang theo đế binh tới. Lưu Ly thánh nhân nói ra, tất cả mọi người gật đầu. Tuy hiện tại thiên hạ không đế, chỉ cần vận dụng đế binh là có thể quét ngang tất cả, nhưng lực lượng thánh nhân kém tổ vương không biết bao nhiêu lần. Có thể thức tỉnh đế binh trong thời gian có hạn, bọn họ làm sao ngăn cản mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân vây công. Cho nên, muốn tìm kiếm nơi này là gì, biện pháp duy nhất là triệu tập thêm. Đế tộc, xuất động rất nhiều thánh nhân mang theo đế binh, khi đó ngươi có. Mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân cũng sẽ bị san bằng. Tản đi. Lưu Ly thánh nhân trực xé rách không gian, hắn mang theo Chỉ Mộng Hàm và Chỉ Đáo rời đi, khu vực bên trong cánh cửa tự thành không gian, cho dù xé rách không gian cũng không thể rời đi. Thánh nhân vừa đi, mọi người không có khả năng tiến vào mạo hiểm, tất cả đều xé rách không gian đi ra. Cửu Sơn tôn giả lưu lại, hắn đáp ứng luận bàn với vài tên tôn giả, dùng thân phận và địa vị của hắn, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Bởi vậy, sau khi ở nơi này 10 ngày, Cửu Sơn tôn giả mới mang theo Lăng Hàn quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Dù như thế, việc này còn nhanh hơn Lăng Hàn tự mình trở về nhiều lắm. Sau khi nhận được tin tức, Nữ Hoàng, Hồ Nữ, Đại Hắc Cẩu liên tục nghênh đón, từ biệt nhiều năm như thế. Hoàn hảo là, bọn họ đều đi ra từ nguyên thế giới, ở trong nguyên thế giới động một chút là bế quan mấy ngàn vạn năm, so sánh ra, nhiều năm như vậy chỉ tương đương một giấc ngủ. Cửu Sơn tôn giả vừa trở về đã bế quan, hắn thu hoạch rất lớn trong cung điện huyết sắc, về sau lại có được huyết văn đạo thạch, đây chính là thứ đại đế luyện chế, hắn có lợi thật lớn. Có lẽ, sau khi Cửu Sơn tôn giả xuất quan chính là lúc hắn thành thánh nhân. Lăng Hàn suy nghĩ rất lạc quan, khi đó hắn có chỗ dựa đủ cứng. Đại Hắc Cẩu đã đột phá sinh đan cảnh, bởi vì là cửu đỉnh hợp nhất, nó chỉ có một tiên đỉnh duy nhất, cho nên nó hoàn thành sinh đan bước đầu tiên hết sức dễ dàng. Nữ Hoàng và Hổ Nữ vẫn là chú đỉnh, cần lắng đọng tu vi mới có thể đột phá. Lăng Hàn phân dưỡng hồn thạch ra, hai nữ một chó cầm một phần, khi bọn họ đột phá sinh đan trung kỳ sẽ sử dụng. Hắn bắt đầu truyền công, chiến thần cửu thức, quỷ ảnh bộ đều là các tuyệt học cường đại. Nhưng sinh hoạt bình tĩnh không tiếp tục bao lâu, ngày hôm nay có đế tộc tới, Thiên Lang đế tộc. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa, phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4538, người không ngờ tới. Lăng Hàn đột nhiên thu được thông chi, hắn chạy ra xem xét, chỉ thấy hào khí tại hiện trường thập phần khẩn trương. Lăng Hàn, một giọng nói lạnh lùng mang theo oán khí vang lên. Lăng Hàn nhìn sang, đó là một nữ tử. Dung mạo có phần xinh đẹp nhưng khuôn mặt hiện tại lại vặn vẹo, hiển nhiên rất phẫn nộ. Đế Hải Lan, Thiên Lang đế tộc duy nhất dùng họ đế. A, à, rốt cục cũng tìm tới cửa. Lăng Hàn làm như không thấy, hắn thi lễ với Cửu Sơn tôn giả. Vị tôn giả này không phải đang bế quan hay sao, nhưng bây giờ lại kinh động tới hắn, đủ thấy tình thế lần này nghiêm trọng. Cửu Sơn tôn giả giơ tay lên, ý bảo hắn không cần đa lễ. Bản tôn yêu cầu rất đơn giản. Các ngươi giao Lăng Hàn ra đây, bản tôn sẽ lập tức dẫn người rời đi. Chỉ thấy một lão giả kia mở miệng, thân thể hắn cao lớn và tỏa ra khí tức cường đại. Cửu Sơn tôn giả cười lạnh, từ khi nào Cửu Dương Thánh Địa luân lạc tới mức bị người ta tới cửa đòi người. Lão giả kia chính là tôn giả của Thiên Lang đế tộc, Phong Hào Đông Hải. Hắn cao mày nói, Cửu Sơn, ngươi muốn đối địch với đế tộc sao? Ngươi không thể đại biểu đế tộc. Cửu Sơn tôn giả nói, Đông Hải tôn giả là đế tộc thuộc về một chi của đế Hải Lan, cũng không phải là chủ mạch, đã sớm tách ra ở riêng. Dù sao cũng có huyết mạch đại đế, một chi này cũng xuất hiện thánh nhân, từng lưu lại thanh danh hiển hách. Đương nhiên, bởi vì thánh nhân đã qua đời, một chi đế tộc này hiện tại cũng chỉ có tôn giả tọa chấn, trên thực lực lại mạnh hơn cả Cửu Dương Thánh Địa đại. Oa, ngươi dám không đặt đế tộc vào mắt. Đông Hải tôn giả lạnh lùng nói, thực cho rằng, nhất mạch bản tôn rời khỏi chủ gia thì không phải đế tộc hay sao?
Cửu Sơn Tôn giả khoát tay, hãy bớt sàm ngôn đi, nói chủ đề chính. Khốn kiếp! Đông Hải Tôn giả ngây người, Cửu Sơn Tôn giả thật bá đạo, việc này cũng phù hợp truyền thống của Cửu Dương Thánh Địa, thế lực này nổi danh bao che khuyết điểm. Lăng Hàn giết con rể đế gia ta, cũng nên giao hắn cho ta, hắn nói. Cửu Sơn Tôn giả phất tay, nói, tầm bảo trong di tích cổ, khó tránh khỏi tranh đoạt, chết tổn thương không phải rất bình thường hay sao? Nếu ai tổn thương hoặc chết, người trong nhà đều tới đòi công đạo, mọi người còn cần tu luyện làm gì, mỗi ngày đi đòi công đạo là tốt rồi. Đông Hải Tôn giả hừ một tiếng, hắn không ngờ Cửu Sơn Tôn giả sẽ nói như vậy, bởi vậy hắn cũng không tức giận, nói, tốt, bản tôn cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, nên cho hai người bọn họ đánh một trận đi. Ồ, không phải người đã chết rồi sao, còn đánh thế nào? Đánh với quỷ sao? Chẳng những Lăng Hàn sững sờ, ngay cả Cửu Sơn Tôn giả cũng kinh ngạc, hắn nhìn sang Đông Hải Tôn giả. Đông Hải Tôn giả cười ngạo nghễ, thủ đoạn đế tộc ta, các ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Hắn dừng một chút, đề cao âm thanh, kêu lên, thiên bộ, tứ tổ ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi bước ra từ sau lưng đế Hải Lan. Trước kia hắn vẫn cúi thấp đầu, không cho người nào nhìn thấy gương mặt của hắn. Hiện tại hắn vừa bước ra và ngẩng đầu lên, hắn tỏa ra khí tức kinh người. Hồng Thiên Bộ, lại là Hồng Thiên Bộ, hắn không có chết. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, trong Hắc Thiên Thần Miếu, hắn đã chém ngang lưng Hồng Thiên Bộ, tại sao kẻ này chưa chết? Đúng, khó trách sau đó không thấy đế Hải Lan chạy tới trả thù, hẳn là mang theo Hồng Thiên Bộ trở lại đế tộc, từ đó cứu hắn sống lại. Chậc chậc chậc, đại nạn không chết, gia hỏa này gặp hậu phúc, rõ ràng rảo đã bước vào chân ngã cảnh, cho dù bị chém ngang lưng không chết, nhưng khẳng định đã tổn thương căn cơ nghiêm trọng, cho dù dùng thần dược tuyệt thế cứu chữa cũng rất khó khôi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn, hiện tại hắn lại đột phá. Như vậy chân ngã cảnh tuyệt đối không mạnh bao nhiêu. Nghĩ lại cũng phải, Hồng Thiên Bộ muốn đích thân báo thù, như vậy cần dùng cảnh giới áp chế Lăng Hàn mới được, bằng không đế tử cũng bị Lăng Hàn đánh bại trong trận chiến cùng giai, hắn cuồng vọng tới mức dám so sánh với đế tử hay sao? Cho nên, hắn cần phải đột phá tới chân ngã cảnh, muốn dùng cảnh giới áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, thật không ngờ đúng không, ta còn chưa chết. Hồng Thiên Bộ nói ra, sát khí ngập trời. Tình huống của hắn không hỏng bét như Lăng Hàn nghĩ, bởi vì trong cơ thể hắn còn dung hợp một con mắt thái cổ hung thú. Thứ này giúp Hồng Thiên Bộ không chết ngay lập tức khi bị chém ngang lưng, mà là chống được tới khi quay lại đế tộc. Cũng bởi vì có mắt thái cổ hung thú, chiến lực của hắn còn mạnh hơn chân ngã cảnh sơ kỳ một đoạn. Lăng Hàn không sao cả, nhún nhún vai, không sao, ta lại giết ngươi một lần là được. Móa, Hồng Thiên Bộ không biết nên nói cái gì, ngươi quá kiêu ngạo. Ha ha, chỉ là sinh đan cũng dám dõng dạc. Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, không phục, giết cho ngươi phục. Lăng Hàn mỉm cười. Bên kia, Cửu Sơn Tôn giả cau mày, hắn nói với Đông Hải Tôn giả, chênh lệch một đại cảnh giới, thú vị sao? Tuổi bọn họ tương tự, hơn nữa trước kia gặp nhau, cảnh giới bọn họ cũng tương đương, hiện tại thiên bộ vượt lên trước, chẳng lẽ còn có thể trách thiên phú của hắn rất cao? Đông Hải Tôn giả lạnh lùng trả lời. Tốt. Không nghĩ tới Cửu Sơn Tôn giả lại gật đầu thống khoái, nói, nên giao cho hai tiểu bối bọn họ tự giải quyết, ta và ngươi đều không được nhúng tay, ai ra tay người đó là cháu trai. Đông Hải Tôn giả sững sờ, không nghĩ tới Cửu Sơn Tôn giả đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng hắn ảo não, cái gì cháu trai, ngươi giàu gì cũng là tôn giả, có thể nói chuyện phong độ một chút hay không? Hắn không hiểu, nhưng hắn cho rằng Cửu Sơn Tôn giả cũng không muốn làm mất mặt mũi thánh địa, lại không muốn trêu chọc đế tộc, cho nên mới phải đồng ý phương pháp giải quyết như thế. Cũng phải, mạnh hơn nữa thì thánh địa dám đắc tội đế tộc. Hai người các ngươi bắt đầu đi. Đông Hải Tôn giả phất tay, hắn cho rằng Lăng Hàn đã là một cỗ thi thể. Mặc kệ Lăng Hàn thiên phú cao cỡ nào, hắn không thèm để ý, dám đắc tội đế tộc, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Hồng Thiên Bộ chắp tay sau lưng, hắn đi chậm về phía Lăng Hàn, lúc này hắn tràn ngập tự tin. Chân ngã cảnh đấu sinh đan cảnh, đây là nghiền áp tuyệt đối, mặc ngươi là thiên tài tuyệt diễm cũng khó bù đắp chênh lệch cảnh giới. Lăng Hàn, tất cả, rốt cục cũng chấm dứt, hắn nói ra. Lăng Hàn tuô cười, gật đầu nói, đúng là nên chấm dứt, bắt đầu từ Huyền Bắc Quốc đến bây giờ, tất cả cũng nên kết thúc. Ta rất bội phục ngươi, không ngờ còn cười được. Hồng Thiên Bộ nói ra, cũng được. Hồng Thiên Bộ thu nụ cười lại, trong ánh mắt bắn ra sát ý vô tận.
Nếu trên đời này không có Lăng Hàn, quỹ tích nhân sinh của hắn sẽ khác, hắn sẽ có thêm cơ duyên. Hắn cho rằng Lăng Hàn hiện tại lấy được thành tựu vốn thuộc về hắn là Lăng Hàn cướp đi tất cả cơ duyên và vinh quang thuộc về hắn. Sau ngày hôm nay, thế gian không còn Lăng Hàn. Hắn nói với giọng điệu tự tin và kiên định. Các bạn vừa nghe xong tập 453 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.